Xin chào tất cả các bạn nha. Vào ngày mùng 4 tháng 4 năm 2021 mình có một cái video hướng dẫn nhận 500 tóc cần Vinea. Thì bạn nào đã có từng chắc vào bước này là bước cuối cùng để tóc cần nó phân phối nha các bạn. Thì có nhiều dự án nó tự động nó trả về hoặc là nó bắt yêu cầu mình điền form hoặc là nhỏ được các kiểu đó các bạn. Thì các bạn mở vào con bot Telegram của tất cả các bạn kiểm tra lại nha các bạn. Khi vào con bot thì bạn bấm start nha các bạn, thì các bạn join chào hay gấp lên nè các bạn. Rồi các bạn nhớ follow Twitter nè, lại rồi các bạn like và đi tiếp và đi tiếp chỉ comment luôn các bạn, bình luận luôn các bạn. Like và tweet và bình luận các bạn gỡ lại username của mình nè các bạn. Thì các bạn nhấp vào một balance của tất cả các bạn thì các bạn sẽ nhận được bao nhiêu tốt cần thì các bạn nhớ nha tất cả các bạn. Rồi thì các bạn mở tiếp tục thì các bạn mở link form của mình ra lại nè các bạn. Mở link form của mình ra. Các bạn mở cái link form ra nè các bạn. Đầu tiên thì anh em thì các bạn ghi họ và tên của mình vào nha các bạn. Các bạn lưu ý các bạn, mình khuyên các bạn viết qua nha các bạn. Tiếp tục username Telegram thì các bạn vào setting copy username Telegram các bạn đã khai báo trên bot nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn điền lại username Twitter của các bạn đã khai báo trên bot nha các bạn. Cộng anh Win. Ok, là 9 nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn gửi lên cái link request và comment nha các bạn. Thì trên tờ Twitter kia mình đã bị phá hạt cho nên mình sửa được tờ Twitter này, mình không biết nó có phân phối không. Thì trên tờ Twitter các bạn nhấp vào 3 trường hợp bên cùng, nhấp vào một hồ sơ nữa các bạn. Các bạn nhớ like và đi tiếp và comment luôn nha các bạn, và bình luận luôn. Rồi các bạn lướt xuống nữa các bạn. Các bạn like nè. Các bạn chỉ dẫn như tờ quiz, các bạn bình luận luôn nha các bạn. Rồi các bạn chia sẻ nè các bạn. Rồi các bạn sẽ chép liên kết nè. Rồi các bạn gọi lên cho bot nè các bạn. Đây hỏi số lượng ghép thì các bạn hỏi được bao nhiêu thì các bạn được bao nhiêu ghép thì các bạn trả lời các bạn. Rồi thì cộng balance của tất cả các bạn 500 VTE và refer các bạn cộng lại các bạn. Thì các bạn trở về con bot bạn kiểm tra nha các bạn. Mình là 1000 và cộng balance của mình là 1500 các bạn. 500. Ồ sao có 600 mà ta. Các bạn bấm vào một balance thì tổng của mình là có 600 tóc cần này các bạn. Các bạn ghi vào đây 600 nè các bạn. Ghi 6000. Tiếp tục các bạn gỡ lại 500 cộng ghép là bao nhiêu. Thì các bạn gỡ địa chỉ gì trước khi các bạn khai báo địa chỉ nào thì các bạn copy lại địa chỉ đó nha các bạn. Thì mình dùng địa chỉ trên dưới chocolate. Bin bi xem anh xem này các bạn. Các bạn sao chép đây nè. Rồi các bạn bắt đứt lên các bạn. Rồi các bạn dán vô đây nè. Rồi tất cả bấm gỡ nó xong các bạn. Ok, như vậy mình đã hướng dẫn các bạn rút cái đồng tóc cần Vinea từ iRub Photocall đến đây cũng kết thúc các bạn. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo từ mình nha.